Thưa quý vị, tối nay ngày 28 tháng 12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Truyền hình Nhân dân, Quỹ Hạt giống Việt, Báo Nhân dân đã tổ chức chương trình Xuân ấm năm 2024. Chương trình là sự kiện hàng năm của Báo Nhân dân nhằm chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, nghèo khó và những gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Tham dự chương trình có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Báo Nhân dân qua các thời kỳ. Sau thành công của các chương trình Xuân ấm từ năm 2016 đến nay, Truyền hình Nhân dân, Quỹ Hạt giống Việt, Báo Nhân dân tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm với mục đích trao quà cho những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách và hộ nghèo, gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt bão lũ, trao tặng học bổng và hỗ trợ nhiều học sinh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tài năng trẻ, nhằm khích lệ, động viên tinh thần học tập của các em học sinh nghèo hiếu học. Bên cạnh hoạt động tri ân, chương trình còn gồm những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu với sự thể hiện của các ca sĩ nổi tiếng. Năm nay, chương trình đã trao tặng 20 sổ tiết kiệm và trao tặng 40 suất học bổng. Quỹ Hạt giống Việt do Báo Nhân dân sáng lập, quỹ đã góp phần không nhỏ vào việc giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có tài năng và trẻ em bị thiệt thòi trong cuộc sống, có điều kiện vươn lên trong học tập, thực hiện ước mơ được cấp sách tới trường của mình. Từ tháng 10 năm 2012 đến nay, quỹ đã chắp cánh cho hơn 5.000 em học sinh được tiếp tục cấp sách tới trường, gần 200 người nghèo, nạn nhân thiên tai được đón Tết trong ngôi nhà mới khi mùa xuân về. Thưa quý vị, năm 2023, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong đó, nỗ lực tháo gỡ về cơ chế chính sách tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực mũi nhọn này. Đây là nội dung có trong hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành khoa học công nghệ. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị. Năm 2023, Việt Nam xếp thứ 46 trên 132 quốc gia nền kinh tế, tăng 2 bậc so với năm 2022, duy trì vị trí thứ 2 trong nhóm 36 nền kinh tế thu nhập trung bình thấp, là một trong 7 quốc gia thu nhập trung bình đạt được nhiều tiến bộ nhất về đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua. Thay mặt lãnh đạo chính phủ, đồng chí Trần Lưu Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Bộ cùng ngành khoa học và công nghệ trong năm 2023. Phó Thủ tướng đề nghị năm 2024, Bộ cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, tạo hành lang cho phát triển khoa học và công nghệ thời gian tới. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh công tác phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan, tăng cường kết nối để học tập kinh nghiệm quốc tế, từ đó khơi dậy tinh thần, đồng sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, để khoa học và công nghệ tiếp tục khẳng định vai trò là động lực phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chiều nay tại Hà Nội, Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua số 10 đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự có lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện các đơn vị thành viên của Cụm thi đua số 10, bao gồm Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Truyền hình Công an Nhân dân, Truyền hình Nhân dân, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Trung tâm Truyền hình Thông tấn. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua số 10 Lê Quang Minh nhấn mạnh, Cụm thi đua số 10 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2023. Mặc dù nhiệm vụ của các cơ quan truyền hình rất lớn, nhưng 6 cơ quan truyền hình thiết yếu của cả nước đã cố gắng, nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 do Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan chủ quản cũng như các cơ quan quản lý báo chí đặt ra. Qua thảo luận, đại diện lãnh đạo các cơ quan truyền hình đồng tình và đánh giá cao báo cáo tổng kết năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Bên cạnh đó, đại diện các cơ quan cũng nêu ý kiến, kiến nghị về giải pháp để chia sẻ về kho dữ liệu, hệ thống dữ liệu dùng chung của 6 cơ quan báo chí, hỗ trợ lẫn nhau trong từng lĩnh vực mà mỗi kênh truyền hình có thế mạnh trong bối cảnh chuyển đổi số. Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử Nguyễn Hải Yên nhận định, trong bối cảnh kinh tế báo chí còn nhiều khó khăn, tổng thu của toàn lĩnh vực phát thanh truyền hình giảm so với năm 2022. Xu thế xem, thói quen và hành vi của khán giả đã thay đổi, gắn chặt với các hoạt động trên Internet. Nhưng Cụm thi đua số 10 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023. Phó Cục trưởng hy vọng năm 2024, Cụm sẽ tiếp tục phát huy và đạt các thành tích tốt hơn nữa. Với 100% đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, hội nghị nhất trí Cụm trưởng Cụm thi đua số 10 của năm 2024 là Truyền hình Nhân dân và Cụm phó Cụm thi đua số 10 là Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chiều nay tại xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn,
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức động thổ nâng cấp quốc lộ 4B, đoạn từ km 18 đến km 80. Dự án này có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, kết nối tỉnh Lạng Sơn với tỉnh Quảng Ninh. Dự án nâng cấp quốc lộ 4B đoạn từ km 18 đến km 80 qua huyện Lộc Bình và huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn có tổng chiều dài tuyến hơn 62,5 km, tổng mức đầu tư dự án hơn 2.290 tỷ đồng từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Dự kiến hoàn thành dự án này trong năm 2024. Điểm đầu dự án tại km 18+00 quốc lộ 4B, điểm cuối km 80+00 quốc lộ 4B, ranh giới hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh. Theo thiết kế, đoạn từ đầu tuyến km 18 đến nút giao đường tỉnh 236, thiết kế xây dựng mới theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ 80 km/h, bề rộng nền đường 24,5m, 4 làn xe. Việc sớm triển khai hoàn thành dự án sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc luân chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội của khu vực, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, khu vực biên giới phía Bắc. Thưa quý vị, Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2023, tổng vốn đầu tư thu hút vào các khu công nghiệp của thành phố đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Con số này tương đương với khoảng hơn 18.500 tỷ đồng, tăng 123,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, cấp mới 44 dự án với vốn đầu tư đăng ký hơn 16.600 tỷ đồng. Về đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư thu hút đạt hơn 221 triệu đô la Mỹ, tăng 12,47% so với cùng kỳ, trong đó có 16 dự án mới cấp phép. Đối với 4 ngành công nghiệp trọng yếu và dịch vụ phục vụ công nghiệp, có 39 trên 60 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư là 759 triệu đô la Mỹ, chiếm 98% tổng vốn đầu tư thu hút mới vào các khu chế xuất, khu công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh. Chiều nay ngày 28 tháng 12, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, thì kể từ 15 giờ chiều nay, giá xăng E5 được điều chỉnh giảm 13 đồng một lít, xăng A95 tăng 3 đồng một lít. Sau điều chỉnh, thì giá xăng E5 không cao hơn 21.186 đồng một lít, xăng A95 không cao hơn 22.148 đồng một lít. Đối với các loại dầu, dầu diesel tăng 264 đồng một lít, dầu hỏa giảm 37 đồng, dầu ma rút tăng 420 đồng một kg. Kỳ này, cơ quan điều chỉnh giá không chi sử dụng quỹ bình ổn giá. Ngược lại, lại yêu cầu trích lập với dầu ma rút ở mức 300 đồng một kg. Các loại xăng dầu khác không trích lập. Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 28 tháng 12, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị công khai thông tin liên quan đến dự án khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Đây là dự án được đặc biệt quan tâm vì có liên quan đến những vi phạm về quản lý đất đai thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng của địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đồng ý tại kết luận số 55 ngày 19 tháng 9 năm 2016 về chủ trương thực hiện dự án khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Sau quá trình lựa chọn nhà đầu tư công khai, minh bạch, ngày 21 tháng 10 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành quyết định số 140 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hà Sơn. Quy mô thực hiện dự án là hơn 91,7 ha. Trong quá trình triển khai công tác thu hồi đất để thực hiện dự án đã phát sinh một số vấn đề thiếu sót như việc thực hiện thống kê diện tích đất trồng lúa không chính xác, việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân trùng với diện tích đất đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khu đất sân bay Mai Pha. Với những sai sót nêu trên, một số cán bộ liên quan thực hiện nhiệm vụ dẫn đến sai phạm đã bị xử lý với nhiều mức độ khác nhau. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh làm rõ một số nội dung khác liên quan đến dự án. Khi có kết quả kiểm tra rà soát, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục thông báo công khai đến các tổ chức cá nhân có liên quan. Thưa quý vị, năm 2018, có gần 50 hộ dân người Dao di dân tự do từ các tỉnh phía Bắc vào Tây Nguyên, đã được huyện Công Chơ Ro, tỉnh Gia Lai bố trí nơi ở mới khang trang tại khu tái định cư Lơ Bơ. Sau 5 năm thì hiện không khí nhộn nhịp và ấm cúng của ngôi làng đã biến mất, bởi thực trạng hầu hết các hộ dân đã bỏ làng ra đi, hoặc trở về nơi ở cũ, hoặc tiếp tục di cư tự do. Có đường bê tông dẫn vào từng nhà, có điện để sinh hoạt, có sóng điện thoại rất mạnh. Tuy nhiên, đến thời điểm này thì làng Lơ Bơ hay còn được người dân gọi là làng Giao của huyện Công Chờ Rò
vẫn chưa thể trở thành một nơi an cư cho người dân. Khi mà như quý vị thấy, tính đến thời điểm này thì số lượng những ngôi nhà sáng đèn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đúng nghĩa là trên đầu ngón tay, khi mà có chưa đầy 10 ngôi nhà có người sinh sống trên tổng cộng gần 50 căn nhà được địa phương xây dựng để tái định cư cho đồng bào người Dao. Những lý do để người dân rời làng ra đi thì rất nhiều, nhưng lý do để giữ chân họ ở lại thì lại quá ít. Có người đi làm nhiều xa rồi người ta không ở nữa. Xong là có một số thì ở trong kia, người ta lại không thích ở ngoài này. Đa số thì ở trong kia hết. Trong kia là do giấy họ ở đấy. Thế sao chị không quay lại trong kia? Tại vì có con Ở ngoài này thì nó tiền là được con đi học. Hơn 20 người còn đang sống tại Lơ Bơ, chủ yếu là những người phụ nữ Dao, hôn nhân tàn vỡ hoặc những người từ xa đến để ở nhờ. Bọn mình lên đây ở đây xin nhà người ta ở đây, giữ nhà cho người ta, làng xóm người ta ở không mất tiền đâu. Có điện, đường, trường và gần trạm y tế, nhưng công việc ổn định, vùng canh tác và sinh kế bền vững là những điều mà các hộ dân ở nơi này không có. Cuộc sống bấp bênh, xa trung tâm, xa nương rẫy có lẽ là thứ đã khiến cho ngôi làng từng nhộn nhịp này trở nên hoang tàn và vắng vẻ như ngày hôm nay. Mình già không làm được cái gì, mình lên đây nấu rượu. Làm thuê rồi hái cà, bữa nay thì hái cà, lâu lâu không thì từ nhà trồng bắp trồng đậu ấy. Với tâm lý ở tạm, những người còn bám trụ lại tại Lơ Bơ cũng không chắc liệu họ sẽ còn tiếp tục gắn bó với khu tái định cư này bao lâu. Vâng, thưa quý vị, dự án làng tái định cư Lơ Bơ được đầu tư hơn 3 tỷ đồng. Mỗi hộ dân về làng thời điểm năm 2018 không chỉ được cấp nhà, cấp đất ở, đất canh tác, mà còn được hỗ trợ tới 10 triệu đồng di dời tài sản. Mục đích của dự án là để ổn định cuộc sống cho người dân và giúp việc quản lý dân cư của địa phương được hiệu quả. Tuy nhiên, với thực trạng như hiện nay tại Lơ Bơ thì có thể thấy không chỉ những mục tiêu đặt ra đã hoàn toàn không thực hiện được, mà địa phương cũng đã lãng phí khi đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng.